tìm hiểu thông tin kiến thức pháp luật để phục vụ tốt hơn cho công việc kinh doanh và sự nghiệp của bạn. Đăng ký ngay channel Luật Sư X. Link đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Shark Phú, người đi đầu có thể chết ngay lập tức. Chia sẻ từ cá mập cộng đồng Mark Thiên Vũ, đăng tải trong cộng đồng Shark Tank Việt Nam, mạng xã hội Facebook. Dựa theo hai case study về người đi đầu là Ru Knight và Zota trên Shark Tank Việt Nam thường vụ bằng tỷ. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì hai lý do khiến những người đi đầu có thể gặp rủi ro khi tiếp cận một thị trường mới đó là: một, sản phẩm. Hai công ty đều trong quá trình thử nghiệm người dùng, do vậy bạn không chắc chắn hoàn toàn rằng khách hàng sẽ thích và chấp nhận sử dụng sản phẩm mới của bạn đưa ra. Do vậy, rất mạo hiểm cho nhà đầu tư khi rót vốn vào công ty của bạn khi nguồn doanh thu thì chưa có, vì điều đó chứng tỏ là khách hàng chưa thực sự coi giải pháp của bạn là đưa ra. Và bạn có chắc được rằng sẽ có số lượng lớn người bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mua sản phẩm nhằm phục vụ mục đích đưa xe máy vào trong nhà, đồng thời sản phẩm có tiềm năng lặp lại nhu cầu sử dụng. 2. Lợi thế cạnh tranh. Nếu chúng ta không có một lợi thế cạnh tranh độc quyền hoặc hơn hẳn đối thủ về nguồn lực nào đó, ví dụ có thể là tài sản trí tuệ, thì chắc chắn chúng ta sẽ ở trong một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Vì chúng ta làm được thì họ cũng sẽ làm được. Đó là vì sao mà các shark luôn hỏi về quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm mới. Do vậy, chúng ta cần phải xác định được lợi thế và điểm đặc biệt của mình một cách rõ ràng và có thể hình dung ra được. Nếu lợi thế của chúng ta chỉ ở mặt giá trị tinh thần, thì chúng ta cần rất nhiều tiền để marketing. Và dĩ nhiên, đối thủ của chúng ta, những công ty lớn chắc chắn sẽ nhiều tiền hơn chúng ta để đổi lấy giá trị vật chất, đè chết giá trị tinh thần của chúng ta. Họ cũng sẽ đổ rất nhiều tiền vào để cung cấp giá trị tinh thần cho khách hàng nhiều hơn là chúng ta đem lại. Đó là lý do vì sao chúng ta phải cung cấp một giải pháp độc đáo cho khách hàng thì chúng ta mới có cơ hội để tiếp cận được họ, để rồi sau đó mới cung cấp đến giá trị tinh thần cho họ, vì thực sự khách hàng chỉ quan tâm đến sản phẩm của chúng ta có giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất hay không. Chúng ta đừng nghĩ là đề xuất giá trị chúng ta đem lại là về mặt giá trị tinh thần. Vì nếu sản phẩm của chúng ta kém thì giá trị tinh thần có cao đến đâu cũng là một khập khiễng. Hãy kéo họ bởi sản phẩm và sau đó giữ họ bởi giá trị tinh thần mà sản phẩm mang lại cho họ. Vì giá trị tinh thần là một thứ rất mơ hồ và nó rất khó được cảm nhận nhanh chóng. Đồng thời, chúng ta phải tự mình dự đoán cạnh tranh trong 10 năm tới. Lúc đó công ty chúng ta có yếu tố gì đặc biệt để giữ được vị trí của mình trong ngành? Để giảm bớt sự cạnh tranh với các đối thủ lớn, chúng ta hãy suy nghĩ khác họ. Hãy tưởng tượng một bức tranh độc đáo, khác biệt hơn. Chúng ta có lợi thế là một công ty nhỏ với một mô hình được chuyển đổi liên tục để ưu việt hóa mô hình kinh doanh. Còn họ là một công ty lâu năm trong nghề. Và tất nhiên, họ có mục đích, tầm nhìn, một cách vận hành của riêng họ nên họ sẽ khó có thể đổi mới nó vì ảnh hưởng rất nhiều đến quy mô và văn hóa của doanh nghiệp mình. Nếu lợi thế của chúng ta là khác biệt họ, cũng như đối tượng khách hàng đề xuất giá trị khác họ, họ sẽ không lựa chọn đổi mới theo chúng ta, bởi vì họ đang áp dụng mô hình kinh doanh được cố định với các vấn đề về khách hàng, khó khăn và tính năng cần thiết của sản phẩm đều được họ nhận thức rõ ràng. Cũng là những startup đi đầu trong một thị trường mới, nhưng lý do vì sao Maruna không nhận được sự đầu tư còn Zota lại nhận được sự đồng thuận đầu tư từ hai cá mập. Thứ nhất, Runite đã không thuyết phục được các shark về lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, cũng như nói được về mức độ cải tiến của sản phẩm nếu có một đơn vị bước chân vào thị trường của mình để cạnh tranh. Như cá mập Louis Nguyễn có nhận xét, khi thời gian mà bạn đang R&D, bạn nên nói với nhà đầu tư là tôi hiện tại không có rào cản nào về công nghệ cả. Tôi cũng đang thiết lập bản quyền để bảo vệ sản phẩm của chính mình, tôi tự tin phải thắng. Bạn không được nói nếu R&D của bạn fail thì bạn sẽ tái R&D vì lúc đó sẽ tốn tiền của nhà đầu tư. Đây thực sự là bài học về cách đàm phán với nhà đầu tư mà mỗi chúng ta cần phải rất quan tâm. Trong trường hợp thứ hai, ngược lại với Runite, Zota trả lời được câu hỏi này của các vị cá mập. Mặc dù chưa hoàn toàn thuyết phục nhưng ít ra cũng lấy được lòng tin của họ về tương lai của doanh nghiệp khi gặp phải vấn đề về cạnh tranh. Zota đã nêu ra 4 lợi thế cạnh tranh để thuyết phục được các cá mập như sau. 1. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù họ vẫn chưa được cấp, thậm chí chưa apply, nhưng họ tin rằng chắc chắn họ sẽ nhận được. 2. Còn nhiều thiết kế và sáng tạo về sau. 3. Mô hình kinh doanh dựa trên địa điểm, đồng thời ngành cơ khí sản xuất khá nặng nên đối thủ cũng cần phải tổ chức khéo léo. Và 4.
Thêm người chơi thì đẩy mạnh nhu cầu sử dụng vì đây là thị trường mới, nên có người chơi mới nhảy vào sẽ giúp khai mở thị trường hơn. Startup nào cũng phải chịu áp lực về vấn đề đối thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện khi sản phẩm chiếm được thị trường. Tuy nhiên, việc bạn đối đầu và chuẩn bị kế hoạch cho thách thức đó như thế nào mới là điều quan trọng. Cụ thể là sẽ bắt tay với các cá mập tăng quy mô thị trường nhanh để chiếm lĩnh, để đối thủ muốn nhảy vào cũng phải mất thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về sản phẩm cũng như thị trường này. Kết lại chương trình bằng câu nói của Xavier Miller Wonderful: ý tưởng rất hay nhưng mình phải làm thật nhanh. Người ta chưa nghĩ xong thì mình đã nghĩ rồi, không thì thằng khác sẽ copy mất. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.